Travel TV. Bài thơ mẹ dặn là lấy vợ phải lấy liền tay, mặc quần áo đẹp sang ngay Nam Hà. Mẹ dặn nếu chọn bạn đời, con cứ yêu gái ở nơi quê nhà. Quê mình con gái thật thà, chăm chỉ chịu khó việc nhà việc nông. Mình lục đất rộng mênh mông, con gái chịu khó lại không chơi bời. Con muốn kiếm được bạn đời thì hãy nghe kỹ những lời mẹ cha. Muốn kiếm được vợ thật thà, đừng quên tìm đến tỉnh Hà Nam Ninh, thôn Hai Tân Tiến quê mình. Ở đây con gái trung tình lắm nha. Con thích lấy vợ đại gia thì lên chủ nhé, vườn nhà ok. Nếu thích lấy vợ có nghề thì chuyển ngay đến Bồ Đề xưởng may. Lấy vợ cứ phải liền tay, thích ăn ngô luộc sang ngay xã Kề, cũng ngay bên cạnh Bồ Đề, An Ninh mảnh đất chuyên về ngô khoai. Con gái chăm chỉ miệt mài, việc nhà việc bếp ai ai cũng sành. Bao nhiêu tấm gương rõ rành, từ thời cụ tổ đời Thanh đến giờ. Nếu con thích gái ngây thơ, Hưng Công con nhé giáp bờ đê to. Nếu con mà thích ăn giò, vô ngay An Nội có lò thịt heo. Tiên Khoán đường rất bùng vèo, nhưng mà được cái em nào cũng xinh. Nếu con thích vợ lung linh thì về Vũ Bản quê mình con ơi. Ở đấy gái đẹp tuyệt vời, lấy về hạnh phúc đời đời êm ra. Nếu con thích gái thật thà, Đông Thành con nhé thế là xong ngay. Còn nếu thích gái làm may thì vào hỏi xóm Đông Tây con à. Tạm thời mẹ dặn thế nha, lần sau dặn tiếp để mà cầm cưa. Có vợ thỉnh thoảng cây bừa, vào những buổi tối hoặc trưa hàng ngày. Lấy vợ phải lấy liền tay, mặc quần áo đẹp sang ngay Nam Hà. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ Sự Tích Cầu Tõm. Cầu Tõm là ở miền Tây, cớ sao các bác bảo ngay Nam Hà? Nam Hà không có đâu nha. Bây giờ thời thế cửa nhà khang trang, nhà cầu tự hoại đàng hoàng, chứ đâu chơi kiểu thả vàng nổi trôi. Chuyện xưa các cụ kể rồi, ở một vùng nọ có ngôi làng chài, có ông già cắp rổ khoai, tuổi thì cũng khoảng 72 đổ về. Lúc đi ông đã kiểm kê, 9 củ ông để sát kề với nhau, rửa xong ông cứ cào nhàu, rõ ràng đếm 9 ở đâu ra 10. Vui vẻ ông lão mỉm cười, tiên sư cái bọn dở người đánh rơi, để cho khoai nó nổi trôi, ông mày đã vớt được rồi con ơi. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ ghen, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen tình. Kính thưa các bác nhà mình, đừng nên vụng trộm linh tinh cầy ngoài. Cơm nhà ta phải cố nhai, phở ngon thiên hạ không xài được đâu, có xài cũng chẳng được lâu. Vợ mà tóm được đau đầu điếc tai, muốn cho hạnh phúc lâu dài, xin mời quý vị đọc bài thơ ngay. Ớt tuy nhỏ bé nhưng cay, vợ mình cũng vậy ắt hay ghen chồng, nên là đừng có chơi ngông. Có ngày vợ tóm là xong cuộc đời, túm áo vợ táng tả tơi, cầm dao cắt cái của trời thì nguy. Nếu mà các bác chót đi thì nên dừng lại, bởi vì tương lai nghĩ đến con em ngày mai, gia đình hạnh phúc tiền tài đầy kho. Đừng nên làm lật chuyến đò, mình là trụ cột giữ cho sau này. Các bác đọc thấy vui hay, xin mời các bác vỗ tay chúc mừng. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ mẹ chồng Quách Tỉnh. Hôm nay trời nắng chang chang, ra đường gặp nhỏ áo vàng xinh ghê. Mẹ nàng đứng cạnh sát kề, nên là cô thể thả dê được nàng. Nhìn ẻm lộ hết cả hàng, bác nào mà chẳng muốn phang đôi lần. Các bác nếu thích cứ mần, chứ em chẳng dám lại gần ngó nghiêng. Nhìn nàng đi dáng vòng kiềng, đi rằng chăm chỉ và siêng năng cày. Đứng xa nhìn dáng thấy hay, chộp ngay một kiểu đăng phây đỡ buồn. Xin mời các bác vô buôn, cùng nhau chém gió kim luồn chỉ khâu. Mẹ chồng đứng cạnh con dâu, lại gần bà táng vỡ đầu thì toi. Riêng về hai trái năm roi, nàng che kỹ quá không soi được gì. Mẹ nàng cứ dục về đi, đứng đây họ ngó nhìn kỳ lắm con. Thân con phận gái còn ngon, nhìn con họ lại gạ đòn thì gay.
Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ Vợ là thủ quỹ trong nhà. Tiền vào tay vợ khó mà lấy ra. Hàng ngày vất vả bôn ba, lấy lương một phát thế là nắn mông. Kiểm tra cái ví của chồng, xong rồi để lại mấy đồng lẻ tiêu. Mặc dù đã dở tuyệt chiêu, cho tờ bư bự vào nhiều ngăn trong. Một hồi vợ kiểm ví xong, đến khi ngó thử mất tong đâu rồi. Đúng là tỉnh quá đi thôi. Hỏi vợ, vợ bảo lấy rồi anh ơi, để nhiều anh lại ăn chơi. Rượu chè cờ bạc tả tơi suốt ngày, nên là cứ phải thu ngay, cho hết vào két vợ đây giữ dùm. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ Ngày nghỉ chồng về. Hôm qua ngày nghỉ chồng về, cả đêm không ngủ lộn mề lắm cơ. Hết nắn rồi lại đến sờ, làm cho đầu gối tớ giờ vẫn thâm. Cũng tại cái giống rượu sâm, trong lu chồng tớ đã ngâm lâu ngày. Rượu ngon cứng cả chân tay, đêm không ngủ được lão cày khỏe ghê. Lâu ngày máy móc chẳng đề, đêm qua khởi động sướng tê cả người. Sáng ra vui vẻ tớ cười, chụp hình tự sướng mọi người thấy không. Chân thâm tính cả ống đồng, chung quy cũng tại lão chồng về chơi. Rượu sâm khỏe lắm bạn ơi, không tin các bác thử rồi biết ngay. Cả đêm không ngủ cứ cày, làm cho đầu gối em đây tím bầm. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ Thôi xong, chỉ vì cái tội làm thơ. Đăng ảnh sex quá để giờ khổ thân. Đi đâu vợ cũng khóa quần, không cho thoải mái mò lần như xưa. Khóa này việt tiệp rõ chưa, em nào có mướn cày bừa cũng thua. Đây này tớ chẳng nói đùa, khóa xịn mới cứng vợ mua hồi chiều. Bảo là nhìn mắt rất liêu, đợt này đăng ảnh khá nhiều hot girl. Ai nhìn cũng thấy hết trơn, bàn là sò hến khiếp hồn trên phây. Thơ thì cứ bừa với cày, nhiều em hâm mộ vợ đây ghen tình. Khóa này hàng hiệu mới tinh, để tránh tình trạng xếp hình lung tung. Không cần phải thắt ra lưng, ngoặc vào con đĩa vô cùng yên tâm. Chìa khóa thì vợ giữ cầm, tối về vợ mở khóa quần anh ra. Đi đâu tối nhớ về nhà, khóa đĩa mất dấu thì là biết tay. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ Dặn ra thuế. Vợ là chúa tể sơn lâm, lúc nào mặt cũng hầm hầm cáu co. Vợ chuyên nghĩ đủ thứ trò, bắt ta nộp thuế vào kho mỗi ngày. Y chang mấy lão thời nay, ngồi cao dặn thuế để đày đọa dân. Nào thì thuế áo thuế quần, thuế người buôn bán chợ gần chợ xa. Thuế chị bán nước gốc đa, thuế anh đồng nát đang ca ngoài đường. Thuế chú chăn vịt dưới mương, thuế bác chồng đít vấn vương kéo cày. Thuế bà bán rổ rau đay, thuế ông có đất đang xây cửa nhà. Hàng ngàn thứ thuế mọc ra, bà con cô bác kêu la ối trời. Thuế gì lại mọc tả tơi, thuế gì mà lại dở hơi thế này. Nhà dân ở bấy lâu nay, giờ tính giá trị quy ngay thuế liền. Nhà cao trị giá đồng tiền, được cho vào thuế đến điên cả đầu. Lại còn thuế bò thuế trâu, ra đồng ăn cỏ cũng mau cho vào. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ Dẫn bạn về nhà. Nay dẫn bạn gái về nhà, ra mắt bố mẹ thật là vui ghê. Rượu ngon tớ uống hơi phê, người yêu xinh đẹp ngồi kề phía hông. Gia đình con cháu đủ đông, anh chị, bố mẹ cả ông lẫn bà. Làm cơm rồi thịt con gà, liên hoan một bữa thật là vui ghê. Xung quanh ai cũng tê phê, say say tớ thấy cái dề lộ ra. Ôi treo sò hến ba ba, người yêu xinh đẹp thật là hớ hênh. Con gái ai lại tình hình, để mấy anh rể nhìn mình đắm say. Rượu phê dựng đứng cả chày, mải nhìn bốc bội vào ngay bát cà. Thôi em hãy khép vào nha, em để như thế có mà chết toi. Cả nhà ai cũng tia soi, ba ba sò hến em lòi đến phê. Tác giả Trương Đình Đại. Bài thơ Cô dâu may mắn. Tình hình là rất tình hình. Thứ nhất xe chạy phi kinh quá trời.
Thứ hai là liếm vạch vôi. Thứ ba quá tải nên tôi vẫy vào. Bây giờ ý chị là sao? Tiền tươi hay héo thế nào cũng xong. Biết rằng nay chị cưới chồng, phong bao sẵn có nên không ngán gì. Giấy đây tôi cũng đã ghi, 3,5 triệu nộp đi rồi về. Đùa thôi, tôi cũng ở quê, mới chuyển ra phố vào nghề không lâu. Thấy chị là một cô dâu, mở lời xin vậy tôi đâu nỡ lòng. Chúc chị hạnh phúc bên chồng, thôi về tổ chức đi không muộn giờ. Tác giả Trương Đình Đại.